Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 15 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập, Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói, lúc này ba người Giờ Phúc đã đi xuống sườn núi, đều tự tế khởi ngọc lâu, mở lồng nguyên khí ra, đi vào trong rừng nấm, chỉ thấy trong đó nơi nơi đều là đầy đầu người. Có cái vừa mới chết, vẫn còn da thịt, lại có cái đã chết không biết bao lâu, nhìn qua thật là ghê người. Còn có không ít vũ khí, vũ binh rơi rải rác trên mặt đất, đã sớm bị ăn mòn, vừa chạm vào một cái, liền vỡ ra, không thể dùng được nữa. Đây là vũ binh của nhị bá Chu Đinh của ta. 10 năm trước ông ấy phụng mệnh thăm dò Ưng Sầu Gián, năm đó ta mới 5 tuổi. Chu Thế Văn đứng dưới một gốc nhân đầu khuẩn cô, cúi người nhặt lấy một thanh khoát kiếm, yên lặng nhìn gốc khuẩn cô này, trên mặt hiện ra chút thương cảm. Diệp Phúc chăm chú nhìn vào mảnh rừng nấm này, trong lòng cũng cảm khái ngàn vạn lần. Những vũ sĩ mai táng nơi đây không chỉ có Chu gia, còn có Diệp gia, Phương gia, bọn họ đều phụng mệnh tiến đến khai hoang, lại vô tình chết ở chỗ này, thân thể hóa thành một gốc khuẩn cô thật lớn. Trong đám người bọn họ, hầu hết đều không có thực lực thi triển ra chân hỏa, cũng không biết lồng nguyên khí, chỉ có một số ít người có thực lực để vượt qua cánh rừng nấm này mà thôi. Tuy nhiên, vẫn không có một ai sống sót trở về từ Ưng Sầu Giản này. Ưng Sầu Giản đã mai táng không ít anh kiệt thế gia, chẳng qua hiện giờ lại phải khai thông ở trong tay bọn họ. Hai vị thế huynh, chúng ta nên trừ bỏ đám nhân đầu khuẩn cô này, miễn hậu họa cho hậu nhân. Diệp Húc lên tiếng nói. Ba người lập tức động thủ, diệt trừ đám nhân đầu khuẩn cô tận gốc. Bào tử nhân đầu khuẩn cô phun ra tuy vô cùng nguy hiểm, nhưng bọn họ có lồng nguyên khí hộ thể. Đám bào tử đó không thể xâm nhập vào, hiển nhiên liền vô hại. Bọn họ lại thu thập thêm vài món vũ binh, đều là di vật của những vũ sĩ thám hiểm Ưng Sầu Giản trước đây. Những vũ sĩ đó hẳn là chết chưa đến vài năm, vũ binh chưa bị ăn mòn, vẫn tranh sáng như trước. Chu Thế Văn chỉ lấy thanh khuất kiếm kia, còn Phương Thần lấy đi 2 kiện trong số kia. Còn 3 kiện còn lại thì rơi vào tay của Diệp Húc. Dựa theo ước định trước đó của bọn họ, Diệp Húc có thể lấy thêm 1 kiện. Khai hoang Ưng Sầu Giản đích xác như bọn họ sở liệu, thu hoạch cực kỳ kinh người. Tác dụng của vũ binh tuy kém hơn vũ bảo, nhưng số lượng không nhiều, cũng rất quý báu. Trong các vũ sĩ của Tam Đại Vũ Hoang thế gia, chỉ có những nhân vật trọng yếu mới có tư cách nắm giữ vũ binh. Những vũ sĩ bình thường chỉ có thể cực kỳ hâm mộ mà thôi. Tại sao không có vũ bảo nhỉ? Chu Thế Văn cái gái bộ râu rậm rạp có chút tiếc nuối. Diệp Húc cười lên tiếng. 1 kiện vũ binh liền đủ để chúng ta đổi lấy 1 môn vũ pháp rồi. Những vũ binh này đủ để cho ta trang bị đến tận răng. Chủ huynh đúng là lòng tham không đáy mà. Phương Thần cười ngạo nghễ nói. Mấy cái vũ binh này còn xa mới đủ. Mục tiêu của ta là tìm kiếm thật nhiều vũ binh hơn nữa, sau đó đúc tất cả 1 lần, tạo ra 1 kiện vũ bảo kìa. Chờ mọi người giật xong hết đám nhân đầu khuẩn cô kia, lập tức có một cửa động cao hơn người hiện ra trước mặt bọn họ, từ trong động truyền đến ánh sáng yếu ớt. Sơn động này nằm ở vách đá bên phải, hàng năm bị đám nhân đầu khuẩn cô che phủ đi nên không người nào phát hiện ra. Hiện giờ đám khuẩn cô đó bị bọn họ diệt sạch rồi, lúc này mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Trên vách đá trên cửa động có viết vài chữ triện cổ xưa, Diệp Phúc cẩn thận đọc là 4 chữ ngũ độc động phủ. Chữ viết đã chóc ra 1 phần, hiển nhiên đã hoang phế rất lâu. Chẳng lẽ có người từng ở tại Ưng Sầu Giản này sao? Hắn tuy kinh ngạc vạn phần trong lòng, tuy bọn họ chưa thăm dò đến 1/4 Ưng Sầu Giản, nhưng sợ hung hiểm nơi đây khiến người ta không rét mà run. Nếu từng có người ở nơi này, như vậy tu vi của người này chỉ sợ khủng bố hơn các vị gia chủ của Tam Đại Thế Gia vài phần. Thiếu bảo, nếu chúng ta đến đây rồi, không bằng vào xem đi, nó không chừng sẽ có thu hoạch lớn kìa.
Chu Thế Văn hưng phấn vạn phần lên tiếng nói. Diệp Phúc gật đầu đi trước một bước vào tòa ngũ động phủ này. Chỉ thấy bên ngoài tòa động phủ này không lớn, nhưng bên trong lại cực kỳ rộng rãi, sáng ngời, sạch sẽ, gần như một chốn Bồng Lai có khác. Phía trên động phủ lộ ra một ít thạch nhũ, nơi này hẳn là hang động thiên nhiên, không biết bị ai sửa chữa thêm một chút, biến thành nơi ở của mình. Hai bên động phủ khảm dạ minh châu rất lớn, sáng sủa rực rỡ, tản ra ánh sáng nhu hòa, mỗi viên đều lớn chừng nắm tay, nơi đây có ước chừng hơn 20 viên. Giữa ruột mỗi viên dạ minh châu có phong ấn một loại quái ngư. Loại quái ngư này thân người đầu cá, hiển nhiên đã tu luyện thành tinh, chỉ lớn tầm 2 tấc, bộ dáng dữ tợn ghê tởm, miệng đầy răng nhọn như đinh, cả người phủ kín vảy cá màu xanh đen. Trên trán của chúng có một thứ giống như cần câu, treo một cái đèn lồng, ánh sáng kia đúng là phát ra từ trong những chiếc đèn lồng đó. Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, những con ngư tinh đó không hề chết đi, vẫn đốt đèn lồng bơi qua bơi lại trong dạ minh châu. Dù ba người hiểu biết sâu rộng cũng không nhịn được kinh sợ đến gây ngây cả người. Mỗi viên dạ minh châu để phong ấn một con ngư tinh còn sống, ánh sáng vĩnh viễn không tắt, giá trị không thể tưởng tượng được. Dù là tam đại thế gia cũng không có khả năng có được bậc tài lực này. Nếu như so sánh, những vũ binh bọn họ nhặt được ngoài kia liền trở thành thật sự là khó coi. Xả xỉ, quá xa xỉ mà. Diệp Húc lắc đầu thở dài, giơ tay tháo một viên dạ minh châu xuống, nhét vào trong ngọc lâu của mình, bày ra dáng vẻ trách trời thương dân mà nói. Xa xỉ chính là lãng phí mà, vẫn là để cho tiểu đệ đem những thứ mê muội đầu óc đó cất đi, miễn cho truyền lưu ra ngoài rồi lại khiến cho một hồi tinh phong huyết vũ. Trong chớp mắt hắn liền thu hồi 7 viên dạ minh châu. Phương Thần và Chu Thế Văn liếc nhau, vội vàng chạy đến chỗ những viên dạ minh châu khác, cười nói: cái loại trách nhiệm nặng nề này sao có thể để cho một mình Diệp huynh gánh chịu chứ, hãy để cho chúng ta hỗ trợ chia sẻ một phần nào. Đúng vậy, thiếu bảo, bả vai nhỏ bé gầy yếu của ngươi sao có thể gánh vác trọng trách như thế được, bờ vai của lão tử dày rộng, có thể khiêng nhiều một chút kìa. Một lát sau, ba người liền tháo hết dạ minh châu xuống, động phủ lập tức tối om trở lại. Diệp Húc lấy ra một viên dạ minh châu để chiếu sáng, ánh sáng mờ ảo lại phát ra, chỉ thấy hai người Phương Thần và Chu Thế Văn nhìn mình, trong hai tròng mắt tràn đầy ánh sáng màu lục giống như sói đói vậy. Diệp Húc gãi gãi mũi, hắn cười nói: hai vị thế huynh, chẳng lẽ hai người vì vài thứ ngoài thân này mà động sát tâm với tiểu đệ hay sao? Chu Thế Văn nhe răng cười gằn: tên nhóc nhà ngươi xuống tay đầu tiên hái được nhiều nhất, chi bằng chia cho chúng ta vài cái, mọi người phải được như nhau mới công bằng kìa. Trong mắt của Phương Thần lóe ra tinh quang, gật đầu đồng ý, hừ lạnh: nếu không huyết ma nguyên hồn đại pháp của ta cũng không ngại thôn phệ thêm một oan hồn nữa đâu. Diệp Húc đánh giá bốn phía, thản nhiên cười: thứ ta đã nuốt vào tuyệt đối sẽ không nhả ra đâu. Tòa động phủ này cũng không lớn. Chu huynh, huynh không sợ phong lôi song xí của ngươi không tiện dùng hay sao? Mà còn Phương huynh nữa, huyết ma nguyên hồn đại pháp của ngươi tại địa hình này thì có mấy phần uy lực đây. Hung quang trong mắt hai người kia lập tức bị kiềm hãm, nhìn quanh bốn phía, quả nhiên loại địa hình này không thích hợp để cho bọn họ phát huy thực lực, ngược lại Diệp Húc ở nơi này có thể phát huy toàn bộ thực lực ra. Hai vị thế huynh, tham lam chính là nguồn gốc của tội lỗi à? Diệp Húc tận tình khuyên bảo: thiếu bảo, khi nói những lời này, người vốn không có một chút xấu hổ nào, áy náy nào đúng không? Chu Thế Văn mắng lên hồi: thằng nhóc ngươi so với ta còn tham hơn nhiều. Phương Thần cũng chỉ có thể buông tha, động thủ ở cái nơi này, dù hai người bọn họ có cùng tiến lên cũng không giải quyết được Diệp Húc, trái lại còn có thể bị hắn tiêu diệt đấy chứ. Ba người đều tự dơ ra một viên dạ minh châu, tiếp tục đi về phía trước. Bất chi bất giác đi đến một khoảng trống rộng rãi, sâu trong động phủ. Thứ đập vào mắt đầu tiên là một cái cổ đỉnh cực kỳ tinh xảo, hai tay, ba chân, toàn thân đan hồng, không biết là do loại gỗ nào tạo nên, tản mát ra một cỗ hương khí nồng đậm. Đây là một cái tôn mộc đỉnh. Trong đan điền của Diệp Húc, Bạch Ngọc Lâu đột nhiên nhảy lên dữ dội, dường như gặp được vật rất động tâm. Hắn trong lòng khẽ động, đánh giá bốn phía, chỉ thấy tòa động phủ này tràn ngập sương trắng nhàn nhạt, lại có vẻ nặng như thủy ngân dán trên mặt đất, giống như hệt sương mù trong đầm dưới thác nước ở Hắc Học Lĩnh. Tuy rằng không dày bằng, nhưng số lượng cũng đáng kể. Đúng là loại sương mù này đã kích thích Bạch Ngọc Lâu dị biến, mọc ra thêm một tầng. Tim hắn đập loạn lên, vội vàng ổn định tâm thần, tiếp tục lướt nhìn bốn phía. Chỉ thấy trong động phủ bày một cái đệm cói, một khối xương khô ngồi ngay ngắn trên đấy, trên thân khoác một cái áo choàng màu đen huyền, đầu cúi xuống, không biết đã chết được bao nhiêu năm. Tuy nhiên chiếc áo đen huyền kia lại không hề mục nát, vẫn lóng lánh như mới. Bên cạnh bộ xương khô kia là một vài cuốn kinh văn rơi tán loạn, cùng với một cái bình ngọc. Mấy cuốn kinh văn kia là những trang giấy được bện thành từ tơ vàng,
không hề mục nát trong thời gian dài. Đầu lâu lộ ra một bàn tay to, trước người có lưu lại một dòng chữ. Diệp Húc nhìn thật kỹ, viết là: nguyên thai chưa thành, thọ nguyên đã hao hết, sao đây, phải làm sao đây? Trong lời nói lộ ra bi thương cùng không cam tâm, giống như anh hùng tuổi xế chiều vậy. Tổ tiên của Diệp gia ta khai phủ, ngay cả nguyên đan còn chưa có luyện thành, vậy mà chủ nhân của ngũ độc động phủ này lại gần như tu luyện ra nguyên thai, so với đại tướng quân nhà Tần mà đại ca Diệp Tần nói còn lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần kìa. Hắn trong tâm khiếp sợ vạn phần. Thứ hấp dẫn mắt người nhất chính là một lá cờ nhỏ hình tam giác lơ lửng trên đỉnh đầu lâu, toàn thân đen thui, chỉ lớn 3 tấc, giữa mặt đầy độc trùng, rắn, kiến, bò trên đấy đánh giết lẫn nhau thảm thiết dị thường, dường như đó là một mảnh thiên địa khác vậy. Lá cờ đen nhỏ này tản mát ra một cỗ uy thế rất kinh khủng, nhấp nhô giữa không trung. Sao? Là Vu Bảo sao? Diệp Húc trong mắt tinh quang chật lóe, thất thanh nói, lập tức trong lòng vừa động, sát khí không nhịn được mà nổi lên. Làm thịt tha cái thằng nhóc này, rồi độc chiếm món Vu Bảo kia. Phương Thần cùng với Chu Thế Văn cũng đồng thời chú ý tới lá cờ đen nho nhỏ kia. Ba người nhìn nhau, lập tức ba cỗ sát khí phóng lên cao. Phía sau Phương Thần đột nhiên hiện ra huyết ma nguyên hồn, 8 cành xúc tu vung vẩy, 2 nhánh xúc tu trong đó rõ ràng cầm 2 thanh vu binh. Khóe miệng của hắn lộ ra cười lạnh, ung dung lấy một quả dị quả ra, bôi kịch độc lên trên vu binh. Cùng lúc đấy, Chu Thế Văn cũng mở phong lôi song xí ra, một tay cầm vu binh hình chữ vạn, tay kia nắm thanh khuất kiếm, hung quang trong ánh mắt chớp động. Hiển nhiên bọn họ cùng với Diệp Húc có chung suy nghĩ, đó là tính toán xử trí 2 người kia để độc chiếm bảo vật. Hai vị thế huynh, tham lam chính là nguồn gốc của tội lỗi. Diệp Húc lắc đầu thở dài, chậm rãi lấy quỷ đầu đao ra, bất đắc dĩ mà nói: tội gì phải vậy, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải chém giết lẫn nhau hay sao? Nguồn gốc tội lỗi cho má gì? Chu Thế Văn nhe răng cười gằn: mặt hắc phiên này khẳng định là Vu Bảo, cho dù là cha ta cũng muốn tranh với ta, lão tử cũng phải một đao băm hắn ra kìa. Phương Thần mỉm cười, thở dài mà nói: Diệp Thế Huynh, giá trị của Vu Bảo là không thể lường được. Dù đạt được 1 kiện Vu Bảo thôi cũng đồng nghĩa với việc Phương gia ta liền có thêm 1 vị đại cao thủ tam chân cảnh hôn nguyên kỳ, không thể không khiến Phương Mỗ động sát tâm được. Dạ Minh Châu này tuy rằng quý báu, thế nhưng dù sao cũng chỉ là vật ngoài thân, không có nhiều giá trị thực dụng. Phương Mỗ không tranh với ngươi, thế nhưng Vu Bảo kia Phương Mỗ không thể không tranh. Diệp Húc im lặng một lát, đột nhiên nhởn miệng cười, hạ giọng mà nói: kỳ thật tiểu đệ cũng muốn xử lý các ngươi rồi độc chiếm của cải nơi đây. Chu Thế Văn liếm liếm môi, hắn cười nói: không gian tỏa ngũ độc động phủ này lớn hơn bên ngoài rất nhiều, thực lực của lão tử đây cùng với công tử bột đều có thể phát huy toàn bộ được. Thiếu Bảo, giữa 3 người chúng ta lực công kích của ngươi là mạnh nhất, tuy nhiên trên vũ binh của chúng ta đều có kịch độc, nói không chừng ngươi lại chết trước tiên kìa. Diệp Húc nhíu nhíu mày, trên vũ binh của bọn họ đều bôi kịch độc, chỉ cần đâm vào da một chút thôi cũng đủ mất mạng. Tuy rằng phòng ngự của cửu chuyển nguyên công cực kỳ kinh người, nhưng nếu Chu Thế Văn và Phương Thần liên thủ tấn công, hắn cũng không thể cam đoan rằng mình sẽ không bị thương. Nếu thật sự động thủ, 2 kẻ kia chắc chắn sẽ đối phó với hắn trước. Phương Thần mỉm cười lên tiếng nói: Diệp huynh chết rồi, Chu huynh cũng có thể đi theo. Chu Thế Văn tức giận hừ một tiếng: công tử bột, thực lực của ngươi tuy rằng mạnh hơn ta một chút xíu, nhưng tốc độ của lão tử đây nhanh hơn ngươi rất nhiều, đâm một đao vào người ngươi vẫn cố gắng làm được kìa. 3 người chừng nhau, ngoài miệng nói đến thật lợi hại mà không ai dám động thủ. Bọn họ cũng không thể chắc chắn là có thể sống đến cuối cùng, nói không chừng còn có thể rơi vào kết cục đồng quy vu tận. Diệp Húc thu hồi vu binh, hắn cười: hai vị thế huynh, trước khi bước vào Ưng Sầu Sán, chúng ta từng nói qua phải cùng chung kẻ thù, hợp tác chân thành. Giờ đây mới chỉ có thăm dò được 1/4 Ưng Sầu Sán mà chúng ta đã tự giết lẫn nhau rồi sao? Chu Thế Văn thở phào một hơi, cũng thu hồi vu binh, hắn cười: một khi đã như vậy, chúng ta vẫn dựa theo ước định từ trước đi, chỉnh lấy những thứ kia rồi phân loại một chút, căn cứ theo nhu cầu, có được không? Phương Thần im lặng không nói, cũng thu hồi vu binh, tán huyết ma nguyên hồn đại pháp đi. 3 người bọn họ đều là nhân tài, biết nếu như đồng thủ thì bản thân cũng chẳng được lợi ích gì, nên lập tức bỏ đi ý nghĩ. Đám người Diệp Húc sửa sang lại tòa ngũ độc động phủ này, đặt mộc đỉnh, bình ngọc, kinh văn cùng một chỗ, chỉ có diện tiểu hắc phiên lơ lửng trên đỉnh đầu bộ xương kia là không ai động đến. Chờ 3 người lật xem mấy cuốn kinh văn kia mới giật mình kinh hãi, trong tâm lại không kìm được mà động sát ý.
Mấy cuốn kinh văn này là một hệ thống tên là Ngũ Độc Kinh, là một môn công pháp ma đạo tương tự như Huyết Ma Nguyên Hồn Đại Pháp của Phương Thần. Tập Vu Pháp, Tâm Pháp là một thể, tuy nhiên chất lượng lại không bằng Huyết Ma Nguyên Hồn Đại Pháp. Ở trong đó thậm chí còn có gồm cả luyện khí, luyện đan và bí quyết nữa. Môn công pháp này thu thập chất độc của tinh quái, đem nuôi cổ trùng, ký thác nguyên thần vào trong cổ trùng đó, luyện cổ trùng thành một loại vũ binh, vũ bảo sống, tế khởi liền có thể giết người. Tuy luyện Ngũ Độc Kinh không cần bôn ba sưu tập tài liệu luyện chế vũ binh khắp nơi, bởi vì một con cổ trùng cấp thấp nhất cũng có thể so với một món vũ binh rồi. Nếu nuôi được cổ trùng thượng phẩm, uy lực thậm chí vượt hẳn vũ binh so với vũ bảo thì không kém chút nào. Sau khi cổ trùng giết chết đối thủ, nó sẽ cắn nốt khí huyết đối phương, phụng dưỡng cùng nâng cao tu vi của chủ. Môn công pháp này cùng loại với Huyết Ma Nguyên Hồn Đại Pháp nhưng cực đoan hơn rất nhiều. Cần huyết tế cổ trùng, dùng máu thịt sinh linh để đề thăng tu vi của bản thân mình. Hơn nữa, mấu chốt là cấp bậc thao túng cổ trùng rất thấp, dù là vũ sĩ tam nguyên cảnh cũng có thể khu động nó giết địch, công kích thậm chí còn hơn cả vũ pháp nữa. Trong kinh văn còn ghi lại ba loại pháp môn luyện khí, trong đó một loại chính là diện hắc phiên trên đỉnh đầu lâu kia, tên là Bách Độc Phiên, sử dụng chất độc của tinh quái luyện chế thành vũ bảo. Tài liệu và quá trình luyện chế được trình bày tỉ mỉ, chỉ cần có đủ tài liệu và tu vi liền có thể tạo ra một kiện Bách Độc Phiên mới. Một loại pháp môn luyện khí khác là luyện chế một loại vũ bảo tên là Thần Mộc Vương Đỉnh. Loại vũ bảo này chỉ là một cái lọ dùng để nuôi cổ trùng, tuy rằng không có uy lực gì nhưng một khi đã thúc dục liền có thể không ngừng hấp thụ độc vật bốn phương tám hướng, cuồn cuộn nhảy vào trong đỉnh, tự giết lẫn nhau, tiến hóa thành cổ trùng, là vật chuẩn bị cho tu luyện Ngũ Độc Kinh. Loại pháp môn cuối cùng là luyện chế một thứ vũ bảo phòng ngự tên là Thiên Tàm Bảo Y. Mặc thứ y phục này trên người, không sợ vũ pháp vũ bảo đánh trúng, lực phòng ngự rất mạnh, làm người ta phải dương mắt kinh ngạc. Ba kiện vũ bảo. Ba người Diệp Phúc liếc nhau, cùng nhìn ra ngạc nhiên và vui mừng ở trong mắt đối phương, cùng đó là càng thêm phòng bị lẫn nhau. Bọn họ vốn tưởng rằng chỉ có diện hắc phiên kia là vũ bảo, lại thật không ngờ áo choàng khoác trên bộ xương khô kia, thậm chí cả cái mộc đỉnh bình thường kia cũng đều là vũ bảo. Diệp Phúc giờ đây có một loại kích động giết sạch Chu Thế Văn và Phương Thần, độc chiếm ba kiện vũ bảo này. Phương Thần cùng Chu Thế Văn trong lòng sao lại không nghĩ như vậy đây? Nhìn toàn bộ Liễu Châu, vũ bảo không vượt quá 10 kiện, tất cả đều bị tam đại vũ hoang thế gia nắm giữ trong tay, trong đó bao gồm cả Tử Mẫu Bách Quỷ Phiên trong tay của Diệp Phan. Mà trong tàng ngũ độc động phủ này liền có ba kiện vũ bảo, gần như sánh ngang với những gì một vũ hoang thế gia cất giữ. Nếu đổi lại là gia chủ của tam đại thế gia ở trong đây, chỉ sợ cũng sẽ không kìm nổi mà động thủ giết người rồi. Cũng may mắn bọn họ còn có chút lý trí, nếu không chỉ sợ hiện giờ đã có người ngã xuống chết đi. Về phần luyện đan trong kinh văn kia, ba người bọn họ vốn không để ở trong lòng, nhưng lật xem một lần lại khiến cho tim đập thình thịch. Luyện đan thuật trong Ngũ Độc Kinh không hề giống bình thường. Luyện đan thuật tầm thường là thu thập linh bảo để mà luyện đan, mà vài loại luyện đan thuật ghi lại trong kinh văn lại đi theo đường khác, lấy chất độc để luyện đan, săn bắt yêu thú cấp bậc tinh quái, lấy tinh hồn ra, dùng độc vật hỗ trợ luyện chế thành thú hóa đan. Chỗ kỳ lạ nhất của thú hóa đan này là sau khi vũ sĩ ăn vào, thân thể lập tức trở nên cực kỳ mạnh, thân thể biến hóa thành yêu thú, đạt được năng lực của chúng. Khuyết điểm của loại thú hóa đan này chính là luyện chế loại đan dược này cần tinh hồn yêu thú tương ứng, săn bắt yêu thú thực lực càng cao, uy lực của bách thú đan càng mạnh và ngược lại. Cho nên loại tình huống mà cực cực khổ khổ gom góp một lô tài liệu mà chỉ luyện chế ra đan dược thực lực của yêu thú bậc 1 cũng rất có khả năng xảy ra. Nếu ta có thể giết được đại yêu tam chân cánh Hỗn Nguyên Kỳ, luyện chế thành thú hóa đan rồi ăn vào, chẳng phải sẽ lập tức có được sức mạnh của Hỗn Nguyên Kỳ hay sao? Chu Thế Văn gãi gãi râu khao khát mà nói. Phương Thần cười lạnh. Nếu người có thực lực giết chết đại yêu Hỗn Nguyên Kỳ thì có dùng loại đan dược này cũng chẳng có mấy tác dụng nữa cả. Chu Thế Văn không phản bác, Phương Thần nói mặc dù không xuôi tai thế nhưng quả thực rất có lý. Diệp Húc mở bình ngọc ra, một mùi hương thơm ngát xông vào mũi, trong bình có ba viên đan dược to bằng tầm quả long nhãn, lăn qua lăn lại dưới đáy bình giống như một vật sống vậy. Hắn đổ đan dược lên lòng bàn tay, chỉ thấy ba viên này trong suốt, nhan sắc khác nhau, hình dạng cũng khác nhau. Trong đó một viên màu lam dường như có nước bên trong, một con kim mao bạo viên đang chơi đùa trong nước đó, dấy lên từng gợn sóng. Con bạo viên này thường nắm tay đấm vào thành trong của viên đan dược kia, rất nóng nảy, dường như muốn phá nó mà ra. Một viên đan dược khác lại là màu đỏ,
bên trong ẩn chứa ngọn lửa cháy hừng hực, cực kỳ nóng. Trong ngọn lửa thỉnh thoảng truyền đến một tiếng kêu to khá trong trẻo, chỉ thấy một con quái điểu màu đỏ bay tới bay lui trong ngọn lửa đó. Viên đan dược này luôn luôn bay lên, dường như muốn phá không mà đi vậy. Quả đan dược cuối cùng màu xanh, bên trong có một đầu quái vật, chân lưng để gai, trên trán có sừng nhọn, chân tay dài, có móng vuốt sắc bén, đứng thẳng đi lại giống như người bình thường. Ở bên trong viên đan dược kia làm cho nó quay tròn. Đây là ba viên thú hoa đan đang lăn đi lộn lại trong tay của hắn, hoàn toàn khác với những viên đan dược bình thường. Diệp Phúc thu hồi thú hoa đan, hắn nói: ba viên thú hoa đan này uy lực không rõ ràng cho lắm, ba người chúng ta mỗi người một quả, giá trị của ngũ độc kinh cũng cùng ngang với một kiện vũ bảo và bách tộc phiên, thần mộc vương đỉnh cùng thiên tàm bảo y nữa, cộng lại là 4 kiện vũ bảo. Hai vị thiếu huynh có dị nghị gì không? Công Thần và Chu Thế Văn gật đầu đồng ý. Phương pháp tu luyện của ngũ độc kinh tự thành một hệ thống giá trị cực cao, đủ để trở thành tuyệt học cho một thế gia truyền lại cho đời sau, quả thật có thể đặt song song với ba kiện vũ bảo kia. Dựa theo giao ước lúc trước của chúng ta, tiểu đệ có quyền lựa chọn đầu tiên. Diệp Phúc cười nói: vậy tiểu đệ có thể từ trong mấy thứ này chọn ra một kiện trước vậy? Phương Thần và Chu Thế Văn lập tức khẩn trương lên, ánh mắt đảo qua đảo lại trên bách độc phiên và thiên tàm bảo y. Diệp Húc tiến thẳng lên cầm lấy ngũ độc kinh. Hai người kia lập tức thở phào ra. Bách độc phiên và thiên tàm bảo y một cái công, một cái phòng, đều là vũ bảo cực kỳ hữu dụng. Ngũ độc kinh tuy rằng nổi bật nhưng cần phải tu luyện không ngừng mới có thể đưa công pháp tới cảnh giới cao thâm được. Bọn họ đều đã có tâm pháp vu pháp riêng, nếu như tiếp tục tu luyện ngũ độc kinh thì mất nhiều hơn là được. Mà kiện thần mộc vương đỉnh kia tuy cũng là vũ bảo nhưng không có chút lực công kích nào, ở trong lòng bọn họ giá trị của nó còn xa xa mới bằng được bách độc phiên và thiên tàm bảo y. Diệp Húc thấy hai người kia không dị nghị gì cũng thở phào một hơi ở trong lòng. Trong mắt Phương Thần và Chu Thế Văn, giá trị của ngũ độc kinh là không cao, nhưng hắn thấy giá trị môn kinh văn này vượt xa bách độc phiên cùng với thiên tàm bảo y. Diệp gia ta sở dĩ ít vu bảo như vậy không chỉ vì tài liệu ít ỏi, mà cho dù có tài liệu cũng không có pháp môn luyện chế vu bảo, chỉ cần có ngũ độc kinh ở trong tay, bách độc phiên cùng thiên tà bảo y đều có thể luyện chế ra được. Diệp Húc thầm nghĩ, huống chi chủ nhân ngũ độc động phủ đúng là dựa vào tu luyện ngũ độc kinh đến tam thai cảnh, gần tu luyện ra nguyên thai, tu vi sâu như vậy thế gian hiếm thấy, môn công pháp thần kỳ này không phải vài món vu bảo là có thể so sánh với. Chu Thế Văn chớp mắt giơ tay ra chụp lấy thiên tàm bảo y, cũng không ngại bẩn choàng luôn lên người. Hắn đúng là chú ý đến bộ thiên tàm bảo y này, loại vũ bảo bách tộc phiên kia phải tu luyện đến tam chân cảnh mới có thể sử dụng, mà thiên tàm bảo y chỉ cần mặc lên người rồi liền có lực phòng ngự không gì sánh được. Phương Thần tự lấy bách tộc phiên kia cất vào trong ngọc lâu, hắn mỉm cười nói: Diệp huynh, dựa theo quy định ngươi có thể lấy thêm một kiện. Đúng vậy, đúng vậy. Chu Thế Văn mặc thiên tàm bảo y vào, cười ha hả nói: Thiếu bảo, ngươi lấy cái mộc đỉnh này đi, nếu như tu luyện ngũ độc kinh liền có thể luyện chế vài con sâu chơi rồi. Diệp Phúc khẽ cười, tế ra ngọc lâu, phất tay thu thần mộc vương đỉnh và ngũ độc kinh vào. Ngọc lâu của hắn vừa xuất hiện liền đem xương trắng giống như thủy ngân kia trở thành hư không. Diệp Phúc chỉ cảm thấy ngọc lâu lại chấn động, cây ngọc thụ thần bí kia điên cuồng hấp thu sương mù, lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy được tốc độ sinh trưởng của nó. E sợ bị hai người kia nhìn ra bạch ngọc lâu khác thường, hắn vội vàng thu ngọc lâu về trong đan điền. Phương Thần và Chu Thế Văn kinh ngạc, thế nhưng cũng không để ở trong lòng. Trong đan điền của Diệp Phúc, toàn ngọc lâu kia sinh ra biến hóa cực lớn. Tuy không mọc thêm tầng thứ ba, thế nhưng màu sắc bạch ngọc lâu từ trắng chuyển dần sang đen, rồi lại từ đen chuyển dần sang xanh, biến thành hàn ngọc lâu hai tầng màu xanh, nâng cao ước chừng hai phẩm giai nhỏ. Loại sương mù này vẫn quá ít, không đủ để ngọc lâu của ta biến thành long độ phạm biến lâu ba tầng rồi. Diệp Phúc thầm than, vu sĩ tu luyện đến tam chân cảnh mới có thể mở ra ngọc lâu tầng thứ hai, hắn cũng không biết trong tầng thứ hai rốt cuộc có những thứ gì. Có thiên tàm bảo y hộ thể, Chu Thế Văn tràn đầy tự tin, hắn cười ha hả nói: Thiếu bảo, đến đánh ta một quyền xem nào, để cho lão tử kiểm nghiệm một chút xem uy lực của thiên tàm bảo y này, nói trước không được đánh mặt đâu đấy. Diệp Húc cũng muốn thử uy lực của loại vu bảo phòng ngự này, lập tức dẫm chân một cái phi lên, một quyền oanh ra, Chu Thế Văn giống như bị đầu một con châu đực húc vào, kêu thả một tiếng, cả người bay lên đập mạnh vào trên vách đá, cơ thể giang ra giống như hình chữ đại dán lên trên đó. Lão tử không có chuyện gì, lão tử thật không ngờ là không có chuyện gì. Chu Thế Văn rơi từ trên vách đá xuống, sờ sờ toàn thân, mừng rỡ như điên nói: Thiên tàm bảo y quả nhiên dũng mãnh mà.
Diệp Phúc cũng khẽ a lên một tiếng. Một quyền này hắn tuy không dùng toàn lực, nhưng sức lực cũng không phải là ít. Nếu như trước đây chú Thế Văn sớm đã bị đánh cho gãy xương đứt gân rồi. Chú huynh, chú ý! Đột nhiên hai con dao long trắng lao ra từ trong đan điền của Diệp Phúc, cổ móc lại hình thành một cái kéo lớn cắt hướng chú Thế Văn. Chú Thế Văn sắc mặt khẽ biến, nhận ra đây là song giao tiễn của Diệp Phúc, chiêu thức mạnh nhất trong thanh giao kiểu kích, ngay cả vũ binh đều có thể cắt đứt. Song giao tiễn vừa mới chạm đến thân thể của hắn, chỉ thấy thiên tà bảo y đột nhiên phồng lên, một luồng tinh khí bốc lên từ trong bảo y, hình thành một con quái vật trên đỉnh đầu chú Thế Văn, giống như một con tuyết tàm trắng mút vậy. Tuy nhiên con tuyết tàm này cực kỳ lớn, gần như một con ngựa, hơn nữa sau lưng mọc ra đôi cánh hung mãnh dị thường. Đây chính là thiên tàm. Miệng con thiên tàm kia phun ra một sợi tơ màu bạc, nhanh chóng kết thành một cái kén trước người chú Thế Văn. Song giao tiễn cắt lên cái kén kia giống như châu đất xuống biển, ngay cả một sợi tơ cũng không thể cắt đứt. Trong mắt của Diệp Húc hiện lên chút dị sắc. Thiên tàm bảo y này khác với vũ bảo công kích của hắn. Thứ này gặp phải nguy hiểm sẽ tự động kích phát công năng hộ chủ, cực kỳ hữu dụng. Phía sau phương thần hiện ra huyết ma nguyệt hồn, tám nhánh xúc tu đồng loạt đâm về chú Thế Văn, cũng không thể đâm phá phòng ngự của thiên tàm bảo y được. Kiện bảo y này có lực phòng ngự thật sự là quá kinh người. Chu Thế Văn ngẩn ra, đột nhiên cười ha hả, đi ra ngũ độc động phủ trước, cao giọng mà nói: "Lão tử đã là vô địch rồi, tiểu phương tử, tiểu diệp tử, cái tên cao thủ tông gia kia đang ở chỗ nào, để lão tử đi gặp hắn nào." "Sao? Tiểu phương tử, tiểu diệp tử sao?" Diệp Húc và phương thần lắc lắc đầu đuổi kịp hắn. Bên ngoài động phủ, dòng bào tử mà nhân đầu khuẩn cô sinh ra đã bị gió núi thổi tan đi. Loại bào tử này có sinh mệnh cực ngắn, nếu không ký sinh trong cơ thể người ngay lập tức thì sẽ chết rất nhanh. Bởi vậy Diệp Phúc bọn họ diệt trừ nhân đầu khuẩn cô, có thể nói là diệt cỏ tận gốc. Diệp Phúc quay đầu nhìn thoáng qua, thầm nghĩ: đám nấm trong ưng sầu gián hơn phân nửa chính là do chủ nhân ngũ độc động phủ gieo xuống để bảo vệ động phủ của y. Người đó đúng là ma đạo chân chính, chết rồi còn giết nhiều vũ sĩ như vậy. Ầm một tiếng, từ chỗ sâu trong ưng sầu giản chợt truyền đến một tiếng nổ mạnh như tiếng sấm vang, chấn động làm cho loạn thạch hai bên vách đá rơi xuống ầm ầm. Tiếp theo truyền đến tiếng quát của Tông Khai Nguyên, hiển nhiên là gặp phải kình địch. Cao thủ tông gia quả nhiên là còn sống, rất tốt mà. Chu Thế Văn tự tin vô cùng, nhanh chóng chạy về phía trước, hắn cười ha hả nói: "Rốt cuộc cũng gặp đối thủ đáng để lão tử ra tay. Tiểu phương tử, tiểu diệp tử, các người đứng sau mông lão tử mà nhìn là được rồi, xem lão tử đại triển hùng phong, chà đạp tên cao thủ tông gia ra sao." Chính vào lúc này, tiếng kêu thảm thiết của Tông Khai Nguyên truyền đến, tiếp theo không một tiếng động, hiển nhiên vị cao thủ gần bước vào tam chân cảnh này trong một thời gian ngắn đã bị thứ gì đó giết chết. Chu Thế Văn thầm mắng trong lòng, bước chân dần chậm lại. Phương Thần cười lạnh lên tiếng nói: "Chu huynh, lần này ngươi có thể thật sự đại triển hùng phong được rồi. Tiểu phương tử cùng tiểu diệp tử giờ đây rất mong ngươi ra tay trả đáp cái kẻ vừa xử lý cao thủ tông gia kia." Chu Thế Văn cười gượng hai tiếng, đang định nói, đột nhiên một thanh âm hùng hậu từ phía sau truyền đến: "Bà tên khốn kiếp các ngươi, không nói câu nào liền chạy đến ưng sầu gián, vậy mà vẫn chưa chết ư, thật sự là kỳ tích mà." "Ai khốn kiếp, dám mắng sau lưng lão tử, chán sống rồi sao?" Chu Thế Văn tức giận mắng một câu, quay đầu lại nhìn, vội vàng rụt đầu, le lưỡi, cười gượng mà nói: "Ông nói, sao người lại đến chỗ này vậy?" Diệp Húc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Tư Đạo cùng hai lão giả khác đi song song, dắt tay nhau chạy tới, trong lòng liền ngẩn ra, vội vàng không người. "Phủ chủ." Phương Thần cũng vội vàng không người xuống, hướng ông già khoác đại bào đỏ như lửa kia nói: "Thần nhi gặp qua thúc tổ." Về phần ông già mặc áo xám cuối cùng kia thì đang nắm lấy lỗ tai của Chu Thế Văn vặn qua vặn lại, nhe răng cười gằn: "Dám mắng lão tử khốn kiếp sao? Lão tử vặn chết ngươi, cái tên tiểu tử khốn kiếp này." Chu Thế Văn kêu thảm liên tục, uy phong ban nãy đã hóa thành hư không, cuống quýt cầu xin tha thứ: "Ông nói lão tử không biết là người đang mắng ta mà, người không biết thì không có tội, nếu vặn nữa lỗ tai của lão tử sẽ đứt mất thôi." Ông già áo bào xám kia đúng là gia chủ Chu gia, tên là Chu Văn Thanh. Tuy rằng tên rất văn nhã nhưng tính tình cũng nổi danh nóng nảy, nghe vậy giận dữ quát lên: "Dám sừng lão tử trước mặt lão tử, người chán sống rồi sao?" Diệp Phúc nhịn cười, trong lòng hết sức tò mò. Tam đại thế gia vốn không hòa thuận, thế nhưng lần này không ngờ tam đại thế gia gia chủ lại liên thủ xâm nhập ưng sầu giản, không biết đã xảy ra chuyện gì. "Phủ chủ, sao các người lại cũng đến nơi này vậy?" Diệp Tư Đạo cẩn thận đánh giá hắn một lượt, lộ ra vẻ khen ngợi lên tiếng nói:
Người cũng không tệ. Dừng lại một chút, lại nói: lần này, chẳng những ba người chúng ta, mà tất cả những thế hệ trước đã tu luyện đến tam chân cảnh trong tam đại thế gia đều chạy đến. Chỉ là chúng ta đi nhanh hơn một chút nên tới trước mà thôi. Diệp Phúc lại càng kinh ngạc, quay đầu nhìn lại chỉ thấy lối vào Ưng Sầu Giản có một cỗ chân khí, chân nguyên phóng lên cao, quấy động thiên địa nguyên khí, hình thành một cái lốc xoáy mà mắt thường có thể thấy được. Diệp Phúc ngẩn ra, chỉ thấy một đám lão già đột tóc bạc phơ lần lượt đến, ánh mắt lập tức thẳng. Tam thúc tổ Diệp Đan, lục thúc tổ Diệp Thiên, ngay cả nhị thúc tổ Diệp Chính đang bế quan luyện vu bảo, trong luyện vu bảo đường cũng đến sao? Phương Thần và Chu Thế Văn cũng phát hiện những lão quái vật đã bế quan rất lâu trong gia tộc họ, bình thường rất ít xuất hiện, giờ phút này đều xuất hiện, xuất quan, chạy tới nơi này. Ba thanh niên nhìn nhau, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lão già áo đỏ kia đúng là gia chủ của Phương gia, Phương Vạn Hào, từng bị Diệp Tư Đạo đánh cho phải nằm giường hơn 3 tháng. Giờ phút này lại giống như quên đi thù hận giữa hai nhà, thở dài mà nói: tất cả các cao thủ của tam đại thế gia chúng ta đồng loạt xuất động thăm dò Ưng Sầu Gián cũng là bất đắc dĩ. Khu mỏ của tam đại thế gia chúng ta trong một đêm đều cạn kiệt, chẳng những không đào được một chút tinh thiết nào, ngay cả sắt thường cũng biến mất sạch, chỉ phải tìm kiếm mạch khoáng mới thôi. Gia chủ Chu gia Chu Văn Thanh buông lỗ tai của Chu Thế Văn ra, yên lặng gật đầu. Không chỉ Liễu Châu, các châu quận xung quanh như Trương Châu, Việt Châu, Tuyền Châu, khu mỏ của họ cũng đều cạn kiệt cả rồi. Một ngọn núi lớn trong một đêm sụp đổ khiến cho không ít thợ mỏ chết đi. Nếu như thật sự không tìm kiếm mỏ mới, chỉ sợ trăm năm sau tam đại thế gia sẽ hoàn toàn suy vong. Bởi vậy, chúng ta bắt buộc phải liên kết lại, thăm dò Ưng Sầu Giản này. Phương Thần thất thanh mà nói: sao lại như vậy được? Mỏ quặng của tam đại thế gia ta cách mấy trăm dặm, mà khu mỏ các châu quận khác lại cách hàng ngàn dặm, cộng lại hơn 10 ngọn núi, sao có thể trong một đêm đều cùng cạn kiệt được? Diệp Tư Đạo, Phương Vạn Hào cùng Chu Văn Thanh liếc nhau gượng cười. Sau khi chúng ta bàn bạc, đều nhất trí cho rằng chuyện này rất có khả năng là do người làm, có kẻ âm thầm rút đi kim khí trong các mỏ quặng đó, làm cho mỏ sụp đổ. Diệp Húc hít một hơi khí lạnh. Những mỏ quặng đó ở cạnh Bách Mân Sơn cách nhau cả ngàn dặm, kẻ nào có thể trong một đêm liền rút đi hết kim khí trong hơn 10 ngọn núi đi đây? Mà kẻ đó rút đi kim khí là để làm gì đây? Theo chúng ta suy đoán, kẻ đó rút hết kim khí trong hơn 10 khu mỏ đi, hơn phân nửa là để luyện chế một kiện vu bảo rồi. Diệp Phúc suy tư rồi cười khổ. Cái loại danh tác này không phải người bình thường có thể làm ra được. Chỉ sợ cho dù tất cả vu hoang thế gia ở Liễu Châu, Trương Châu, Việt Châu, rồi Tuyền Châu liên kết lại cũng không thể đòi lại công bằng được. Chỉ có tìm kiếm mạch khoáng mới, đó mới là đường ra. Chu Văn Thanh cùng Phương Văn Hào cũng cười khổ. Đừng nói lấy lại công bằng, chỉ sợ người đó nhấc tay một cái liền có thể tiêu diệt gia chủ bọn họ. Trước đây tam đại thế gia không muốn xuất toàn lực đến thăm dò Bách Man Sơn, mà hiện tại không thể không liên thủ tìm kiếm nguồn tài nguyên mới. Chu Văn Thanh thổi dâu trừng mắt dặn dạy ba người Diệp Húc: ba tên các ngươi không ngờ có thể đi đến được nơi này, rất không tồi. Tuy nhiên phía sau không còn chuyện của các ngươi nữa đâu, nhanh chóng về Liễu Châu đi, đừng có đến giúp vui. Diệp Tư Đạo cười nói: để cho bọn họ đi theo đi, từng trải cũng tốt, có chúng ta ở đây còn sợ chúng gặp nguy hiểm hay sao? Chu Văn Thanh nghe xong sờ sờ bộ râu rậm, hắn cười nói: lũ nhóc không biết trời cao đất rộng này, không nói tiếng nào liền chạy đến Ưng Sầu Gián, nếu không phải chúng ta đến đây chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết kìa, chỉ bằng giáo huấn một phen làm cho chúng biết sai mới được. Tuy nhiên nếu như Diệp phủ chủ đã nói như vậy, cho chúng nó đi theo cũng không sao cả. Các cao thủ của tam đại thế gia đều đã đến, Diệp Tư Đạo cũng không tiếp tục dừng lại mà đi về phía trước. Chu Thế Văn và Phương Thần tiến đến bên Diệp Húc nói nhỏ: thiếu báo, người cảm thấy rút đi kim khí của hơn 10 khu mỏ có thể chăng? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nói không chừng thật sự là có kẻ có thể làm được chuyện này. Tuy nhiên dùng kim khí của hơn 10 khu mỏ luyện chế vu bảo, không biết vu bảo đó to bao nhiêu, lợi hại bao nhiêu đây. Nói thật, so với bọn họ, Diệp Húc còn khiếp sợ hơn nhiều. 300 năm qua, trong các vu sĩ Liễu Châu, người có tu vi cao nhất là khai phủ tổ tiên của Diệp gia. Tuy nhiên, dù là vị tổ tiên này cũng còn chưa luyện thành nguyên đan, so với đại tướng quân Tần còn kém hơn vài phần. Mà chủ nhân Ngũ Độc Động Phủ tu vi cao hơn tổ tiên Diệp gia không biết bao nhiêu lần, tu luyện đến tam thai cảnh, gần như tu luyện ra nguyên thai. Chỉ có điều,
Cho dù chủ nhân của ngũ độc động phủ so với người đã rút đi kim khí của hơn 10 khu mỏ quặng kia cũng kém hơn không biết bao nhiêu lần. Người Liễu Châu hình dung Diệp Tư Đạo nói ông ta vu pháp thông thần, nhưng đó chỉ là hình dung, là khen tặng mà thôi. Mà vị cao thủ rút đi kim khí hơn 10 mỏ quặng kia mới thật sự là vu pháp thông thần, có khả năng thay trời đổi đất, có thể xưng là truyền thuyết, truyền kỳ. Ở trong mắt người như thế, nào là vua hoang thế gia hay phàm thu tục tử đều chỉ là những con kiến hôi. Rút đi kim khí hơn 10 khu mỏ, làm chết hàng ngàn vạn thợ mỏ, y căn bản không quan tâm. Diệp Húc nhìn những cao thủ Diệp gia, Chu gia, Phương gia phía trước. Những người này chính là tinh anh của Liễu Châu, ngày thường kiêu ngạo đến tận xương tủy, dậm chân một cái, Liễu Châu đều phải rung chuyển, mà hiện giờ kiêu ngạo của bọn họ đều không cánh mà bay. Hắn cũng thấy chua xót trong tâm, ếch ngồi đáy giếng, hóa ra chúng ta đều là ếch ngồi đáy giếng cả. Phương Thần và Chu Thế Văn thấy Diệp Húc không nói lời nào, dường như bọn họ đều có cùng sở ngộ, lần lượt lâm vào trầm mặc. Dù là Chu Thế Văn luôn cợt nhả, sắc mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Bọn họ đang tự suy nghĩ tương lai của bản thân, tiếp tục ở lại Liễu Châu là một đám ếch bá chủ đáy giếng, hay là nhảy đi khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài đây. Các cao thủ tam đại thế gia đi dọc theo ưng sầu giản tiến về phía trước. Vài vị lão tổ Phương gia trong đó đột nhiên thả ra 5-6 con sơn hỏa tiêu nhảy như bay trên vách núi. Những con sơn hỏa tiêu đó là yêu thú Phương gia nuôi dưỡng, mỗi một con đều tu luyện đến cấp tinh quái, mặt khỉ đều biến thành người. Tuy nhiên vẫn còn giữ lại đặc thù của sơn hỏa tiêu, một thâm da lông màu đỏ, tay chân dài nhỏ, bắt lấy một cành cây liền có thể bay ra mấy chục thước. Mấy con sơn hỏa tiêu này đến chỗ nào liền thò bàn tay to gầy ra, răng rắc một tiếng liền cắm vào trong vách đá, đào ra thành cái động lớn, đá văng khắp nơi. Chúng nó bắt lấy đá đó, hơi hơi phát lực liền bóp nát đá thành phấn vụn, đặt trước mỗi người một cái, lập tức lại nhảy đến chỗ tiếp theo. Mũi của sơn hỏa tiêu rất nhạy bén, giỏi tìm kiếm mạch khoáng trong thâm sơn, bởi vậy bất kể là Chu gia, Phương gia hay là Diệp gia đều nuôi mấy con dùng để tìm kiếm khoáng sản. Một đường này sơn hỏa tiêu tìm được tầm 6-7 chỗ có mạch khoáng, cười quái dị, ở những nơi có mạch khoáng lưu lại một bãi nước tiểu làm dấu hiệu. Một mùi khai chuyển đến, mọi người đều nhíu mày lại. Chẳng qua đây là tập tính của sơn hỏa tiêu, căn bản không thể khiến chúng thay đổi được. Đám người Diệp Tư Đạo thở dài nhẹ nhõm. Chu Văn Thanh cười ha hả nói: mạch khoáng trong ưng sầu gián thật không ít đâu, xem ra chuyến này chúng ta đến đúng nơi rồi. Diệp Tư Đạo mỉm cười nói phải, đột nhiên khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn đến chỗ sâu trong ưng sầu gián. Diệp Húc cũng ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy ở trong chỗ sâu của ưng sầu gián có một luồng hắc vụ bắt đầu lan tràn. Tràn đầy khe núi hẹp dài này giống như một cửa động đen kịt, chờ mọi người chui đầu vào liền cắn nuốt tất cả. Đây không phải là một màn hắc vụ bình thường, mà là yêu khí tản ra từ một con đại yêu có tu vi cực kỳ thâm hậu. Chỉ thấy màn hắc vụ này quay cuồng, thi thoảng lộ ra một thân thể 5-6 người ôm mới có thể ôm hết, thô to trắng mịn, phủ kín thanh lân, như ẩn như hiện, không biết là loại yêu quái nào. Lại có tiếng gào thét kỳ quái truyền tới từ trong hắc vụ, hiếp đảm tâm hồn. Ngẫu nhiên có một cánh chim như ánh lửa chợt lóe, tốc độ quá nhanh mà mắt thường khó có thể bắt lấy được. Chẳng lẽ thứ giết chết cao thủ tông gia kia chính là con quái vật trong yêu khí kia ư? Diệp Húc thầm nghĩ. Đám người Diệp Tư Đạo nhãn lực cao hơn hắn rất nhiều, tầm mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp yêu khí, nhìn thấy càng rõ hơn, vội vàng dừng lại triệu hồi sơn hỏa tiêu, có vẻ cực kỳ thận trọng. Vài vị lão ca tiền bối, lần này chỉ sợ chúng ta gặp phải địch thủ rồi. Mãng cổ chu cáp chấn thiên ấn khởi. Đỉnh đầu Diệp Tư Đạo đột nhiên hiện lên một con dấu lớn, một con mãng cổ chu cáp màu đỏ nhảy từ trong ra, biến thân lớn như một con trâu, mở đôi mắt mê muội ra, miệng rộng dương ra, phát ra một tiếng nổ vang khắp mọi nơi. Mãng cổ chu cáp há miệng ra sức hút yêu khí phía trước giống như cầu vồng, bị kiện vu bảo này hút vào bên trong miệng cóc. Ưng sầu giản lập tức sáng trở lại, chỉ thấy con quái vật phía trước kia tựa như rắn mà không phải rắn, như chim mà lại không phải chim, vòng ở giữa khe, thân dài gần 100 mét, chân thân của nó cứ cách 10 thước lại mọc một đôi cánh, cộng lại hơn 9 đôi. Đại xà ngửa đầu lên trời, mở cái miệng to đùng, nuốt lấy thiên địa nguyên khí. Dòng khí từ trong miệng của nó tiến vào, phun ra, phát ra những tiếng ầm ầm. Khi nó hút khí, ngay cả những cây tử đằng treo trên vách đá cũng bị kéo thẳng ra. Lúc thở ra liền dâng lên một cỗ cuồng phong, thổi hướng khoảng không. Sao? Vũ xà ư? Những cao thủ đời trước của tam đại thế gia nhìn mà gây sợ. Trong đó một lão giả Phương gia thất thanh nói: con vũ xà này tỏa ra yêu khí nồng đậm, hung uy, hùng cứ ở ưng sầu giản, giống như một ngọn núi nằm ngang nơi đấy, bất cứ kẻ nào cũng đừng hòng mà đi qua. Loại quái vật thượng cổ dị chủng này biến hóa cực kỳ gian nan,
So với những yêu thú cấp tinh quái mà nói thì biến hóa khó khăn hơn gấp trăm lần. Nhưng dù là vũ xà chưa biến hóa thì bọn họ cũng còn lâu mới là đối thủ của nó. Diệp Húc có thể cảm nhận được một cỗ cảm xúc tuyệt vọng lan tràn giữa các thế hệ cao thủ đời trước này. Một con vũ xà thượng cổ dị chủng xuất hiện tại Ưng Sầu Giản đồng nghĩa với việc bọn họ căn bản không có khả năng khai thông cái khe này. Loại thượng cổ dị chủng này khi hung tính đại phát, ra tay một cái đất rung núi chuyển, cái đuôi đảo qua liền có thể quét đổ một đỉnh núi, không ai có thể kháng cự lại. Nếu bắt buộc phải khai thông Ưng Sầu Giản, tất phải đánh một trận với con vũ xà này. Những lão cao thủ của Tam Đại Thế Gia chỉ sợ có một nửa phải chết ở nơi đây. Diệp Tư Đạo đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cất cao giọng mà nói: "Anh tiên sinh, vì sao lại ở đó phô trương thanh thế như vậy? Sao không lộ mặt ra?" Con vũ xà kia đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ lại, tựa như một đám mây không ngừng sụt vào giữa. Trong chớp mắt, từ một con quái vật dài đến 100 mét, co rút lại thành một luồng chân nguyên lớn tầm 10 thước, giống như một vầng trăng sáng treo trên không trung, tản ra ánh hào quang rực rỡ. Vầng trăng này đột nhiên tối dần, một mảnh hỗn độn, hiển nhiên là dấu hiệu mãi nhập hôn nguyên kỳ. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, đã thấy dưới đám nguyên khí kia một nam tử dáng người cao gầy xuất hiện, đầu ưng mình người, lưng mọc hai cánh, không giống nhân loại mà giống một con ưng đã tu luyện thành công. Mọi người không khỏi ngẩn ra. Phương Văn Hào lẩm bẩm nói: "Còn vũ xà vừa nãy không ngờ vốn không phải là vũ xà thật sự, mà là vu pháp của ưng yêu này. Vu pháp của y sao lại có thể thật đến như vậy, ngay cả chúng ta đều không nhìn ra sao?" Chu Văn Thanh cũng cực kỳ kinh ngạc, thế mới biết anh tiên sinh Diệp Tư Đạo nói không phải là anh như bọn họ tưởng, mà là ưng tiên sinh chỉ ra chân thân của y. "Ha ha, Diệp lão đệ, chúng ta lại gặp mặt." Nam tử đầu ưng thân người kia miệng nói tiếng người, thanh âm kiên định, âm vang hùng hồn, lực xuyên thấu rất mạnh. Hắn cười nói: "3 năm không thấy, tu vi của ngươi lại tăng lên không ít rồi. Tuy nhiên, Mỗ gia cũng không kém. Từ lúc từ biệt ngươi, Mỗ gia liền vân du tứ phương. Ta ở trong đại trạch đụng tới một con vũ xà. Mỗ gia truy tung con vũ xà đó suốt 1 năm trời, cuối cùng cũng thu phục được nó, luyện thành vũ xà quy hóa đại pháp rồi." Diệp Húc nhìn về phía ưng tiên sinh, ánh mắt tràn ngập khâm phục. Vị yêu nhân này không ngờ vì tu luyện một môn vu pháp mà xâm nhập đại trạch truy tung vũ xà. Phải biết rằng vũ xà chính là thượng cổ dị chủng, nếu phát hiện hắn dừng ở một bên, chỉ sợ vị ưng tiên sinh này ngay cả chạy trốn cũng khỏi phải nghĩ. "Phủ chủ, không phải vu sĩ tu luyện đến tam chân cánh sẽ rất ít sử dụng vu pháp hay sao?" Diệp Húc thấp giọng hỏi. "Vì sao vị ưng tiên sinh này còn tận lực tu luyện vũ xà quy hóa đại pháp như vậy?" Chu Thế Văn và Phương Thần tinh thần chấn động, vội vàng lưu ý lắng nghe, bọn họ cũng có thắc mắc này. Vu sĩ bình thường nếu có được vu binh, tu luyện đến tam nguyên cảnh cố nguyên kỳ sẽ ngừng tu luyện vu pháp, chuyển sang tế luyện vu binh. So sánh với vu pháp thì uy lực của vu binh mạnh hơn một chút, mà nếu không có vu binh, vu sĩ sẽ tiếp tục tu luyện mãi cho đến tam chân cảnh. Tu luyện đến cảnh giới này rồi, thân phận khác xưa đã có thể tế luyện vu bảo, đạt được một kiện vu binh cũng quá dễ dàng, vu pháp liền hoàn toàn bị vứt bỏ. Đại bộ phận vu sĩ Liễu Châu đều như thế, có rất ít ngoại lệ. Vị ưng tiên sinh này không đi rèn vu bảo, cũng không có một kiện vu binh vu bảo nào, ngược lại chuyên tâm khổ tu vu pháp, quả thật làm cho người ta không hiểu. Diệp Tư Đạo nhìn ba thiếu niên kia một lượt, hắn lên tiếng: "Uy lực của vu pháp chân chính vượt xa những gì các ngươi tưởng tượng, thậm chí qua cả vu bảo. Chẳng qua vu pháp Liễu Châu ta cũng không toàn diện, tỉ như vu xà quy hóa đại pháp, nếu không nhìn thấy vũ xà thì chỉ có thể tu luyện ra da lông mà thôi. Uy lực so với vũ xà quy hóa đại pháp chân chính quả thật là cách biệt một trời một vực." Diệp Húc gật đầu: "Vâng dạ, điểm này Diệp Phan từng nói qua." Tuy nhiên Diệp Phan cũng không nói giống như Diệp Tư Đạo, đối với vũ pháp tán dương thêm không ít. "Diệp lão đệ, ngươi và ưng tiên sinh này là bạn cũ hay sao?" Phương Vạn Hào tò mò vạn phần, hắn cười nói: "Vũ pháp của vị ưng tiên sinh này quả thực có thể nói là thần thông quảng đại. Vũ xà của y đã tiến hóa đến mức tận cùng, không khác vũ xà chân chính là mấy. Loại vũ pháp uy lực này so với vũ bảo bình thường còn mạnh hơn rất nhiều kìa." Diệp Tư Đạo gật đầu nói: "Có thể coi như là bạn cũ. Lúc trước ta ra ngoài tìm kiếm Tần Nhi từng gặp qua hắn một lần." "Nếu Diệp phủ chủ cùng y có giao tình, như vậy chúng ta liền yên tâm rồi." Mọi người nhìn nhau cười nói: "Có vị ưng tiên sinh ở đây, chúng ta khai thông ưng sầu gián sẽ bớt đi rất nhiều khí lực rồi." Diệp Tư Đạo sắc mặt của quái nói: Chư vị hiểu lầm rồi. Ta với hắn không phải loại giao tình đấy. Lần trước ta tìm kiếm Tần Nhi khắp nơi,
đúng lúc gặp Ưng Tiên Sinh mang theo Ưng Kiểu Kiêu đến thôn xóm ăn thịt người, ta liền tiến lên giao thủ với hắn, kết quả lưỡng bại câu thương. Thật không ngờ gặp lại mà hắn lại chiếm cứ ở Ưng Sầu Giàn này. Chu Văn Thanh sờ sờ bộ râu, hừ lạnh mà nói: Nói nửa ngày vẫn phải đánh. Cái tên điểu như này thực lực tuy mạnh, nhưng chúng ta cùng lên mà hắn chỉ có một mình, cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Diệp lão đệ, mục đích các ngươi đến Ưng Sầu Giàn này mỗ gia ta đều biết cả, muốn ta ra khỏi Ưng Sầu Giàn cũng không phải là không thể. Ưng Tiên Sinh kia đột nhiên mở rộng đôi cánh, bay lên giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống mà nói: Ưng Kiểu Kiêu, con ta ngươi cũng từng gặp qua rồi. Thằng bé đi theo ta đến định cư trong Ưng Sầu Giàn, tuy nhiên mấy tháng trước ta lại không tìm thấy bóng dáng nó đâu cả. Lúc trước đệ tử Liễu Châu các ngươi đến săn bắn ở Hắc Học Lĩnh này, hơn phần nữa là bị các ngươi bắt đi rồi. Chỉ cần các ngươi trả lại con ta, ta liền ra khỏi Ưng Sầu Giàn này. Bằng không, mỗ gia dù liều mạng cũng phải đấu với các ngươi một trận. Diệp Tư Đạo, Chu Văn Thanh cùng Phương Vạn Hào liếc nhau, chỉ thấy hai người kia chậm rãi lắc đầu, hiển nhiên không rõ chuyện. Ưng Kiểu Kiêu lập tức lắc đầu nói: Vũ sĩ Lưu Châu ta chưa từng gặp qua lạnh lăng. Diệp Phúc trong lòng vừa động, nhớ tới con chim ưng khổng lồ màu xám cho mà Diệp Phan bắt được kia, lúc này thấp giọng nói với Diệp Tư Đạo: Lúc này con ưng kia đã bị Diệp Phan tiền bối mang đi Lương Châu Tây Vực rồi. Sao? Vậy theo như lời ngươi nói, con chim miệng đầy lời thô tục kia quả thật là Ưng Kiểu Kiêu sao? Diệp Tư Đạo suy tư một lát, cao giọng nói: Ưng Tiên Sinh, lệnh lang đã bị Diệp Phan bắt đi rồi, giờ phút này đang vui chơi ở Lương Châu Tây Vực, hiện giờ ngươi đến Tây Vực còn kịp. Ưng Tiên Sinh cười lạnh lên tiếng: Diệp Phan chính là Vu Đạo Vu Sĩ ngươi thu phục được, chính ngươi đến Lương Châu bắt hắn, giao ra con ta, bằng không ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Ba tên thiếu niên sau lưng ngươi kia chắc là có Diệp Tần con ngươi đúng không? Thôi được rồi, mỗ gia liền bắt con ngươi làm con tin vậy. Diệp Tư Đạo sắc mặt khẽ biến, vội vàng hoành thân ngăn trước Chu Thế Văn, quát lạnh: Ưng Tiên Sinh, ngươi đừng có quá đáng. Chu Thế Văn ngẩn ra, trong lòng cực kỳ buồn bực, tên điểu nhan này muốn bắt Diệp Tần, nhưng Diệp Tần cũng đâu có ở đây đâu, sao Diệp Tư Đạo lại che trước lão tử vậy? Bộ dạng phải bảo vệ lão tử thế kia không xong rồi. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, lại nghe Ưng Tiên Sinh quái dị cười một tiếng, hai cánh mở ra to chừng 10 mét, ra sức bờ vỗ, lập tức cuồng phong gào thét trong Ưng Sầu Giản, yêu khí ngập tràn, giơ bàn tay ra cũng không thấy được 5 ngón đâu. Người thật ngu xuẩn, mỗ gia ta vốn không biết tên nào là Diệp Tần, bây giờ thì đã biết rồi. Bên tai của Chu Thế Văn chuyển đến tiếng Ưng Tiên Sinh cùng với một tiếng nổ và một tiếng ưng hú lên, giống như hai con cự thú di chủng hoang dã ở bên người mình đột nhiên đánh nhau một lần. Hắn còn chưa kịp làm gì liền bị một đôi móng nhọn bắt lấy hai vai, không tự chủ được mà bay lên trời, trợn mắt nhìn lên đã thấy bay tới hơn 100 mét ở trên không rồi. Không, không, lão tử bị Diệp Tư Đạo khốn kiếp kia ám hại rồi. Chu Thế Văn chán nản trong lòng hô lên. Diệp Tư Đạo huy tay áo một cái, yêu khí lập tức bị quét sạch. Miếng mãng cổ Chu Cáp chấn thiên ấn trên đỉnh đầu hắn càng lúc càng có vẻ cổ xưa, hiện ra huyết khí dày đặc, chậm rãi chuyển động. Trong miệng mãng cổ Chu Cáp có vài cái lông chim cùng một mảnh máu. Ra là khi Ưng Tiên Sinh nhào xuống đã bị hắn sử dụng chấn thiên ấn đả thương. Chu Văn Thanh sắc mặt xanh mét, tức giận mà nói: Diệp Tư Đạo, ngươi đây là có ý gì? Chu lão ca an tâm, đừng nóng vội. Diệp Tư Đạo cười ha ha, chân dẫm lên hư không, từng bước tiến lên phía trước, đối diện với Ưng Tiên Sinh cách xa, mỉm cười mà nói: Ưng Tiên Sinh, cánh phải của ngươi đã bị chấn thiên ấn của ta đả thương, không tiện cho phi hành, hãy thả vị tiểu ca Chu gia này xuống, ngươi liền có thể đi, bằng không Ưng Sầu Giàn này sẽ là nơi chôn xác của ngươi. Ưng Tiên Sinh sắc mặt khẽ biến, nhai răng cười gằn: Ngươi dám giết ta, ta liền bóp chết hắn. Tùy ngươi, dù sao đó cũng không phải là con của ta mà. Diệp Tư Đạo thản nhiên cười nói: Ta biết ngay không phải mà, thằng nhã này vừa già lại vừa xấu, không hề giống ngươi chút nào cả. Ưng Tiên Sinh thả Chu Thế Văn xuống, hùng hùng hổ hổ giương cánh bay đi, cao giọng mà nói: Diệp lão đệ, coi như lần này mỗ gia gặp hạn, Ưng Sầu Giàn tặng lại cho ngươi. Tuy nhiên, khi ngươi thấy những thứ phía sau Ưng Sầu Giàn, đừng có sợ đến mức tè ra quần nha. Chu Thế Văn rơi từ trên cao xuống, sợ tới mức qua hoa mà hét to lên. Chu Văn Thanh cuống quýt tiếp được hắn, tức giận hừ lạnh: Tên họ Diệp kia, mấy chuyện xấu xa đó cũng không cần ngươi làm như vậy. Ban nãy vì sao ngươi không dùng tiểu tử Diệp gia mà làm mồi dụ, hay dùng tiểu tử Phương gia cũng đâu có sao đâu, lại cố tình dùng tâm can bảo bối Chu gia ta. Nếu như chẳng may tôn nhi của ta bị thương, lão tử sẽ không để cho ngươi yên đâu.
Phương Vạn Hào trợn mắt nhìn hắn, vội vàng kéo Phương Thần ra phía sau, thấp giọng mà nói: "Thần nhi, về sau gặp gia chủ Chu gia cùng phủ chủ Diệp gia, người nhớ phải cẩn thận nhiều hơn. Hai cái kẻ này cũng không phải thứ tốt đẹp gì đâu." Diệp Phúc nhìn về phía Diệp Tư Đạo, khâm phục vạn phần. Hắn vốn tưởng rằng phủ chủ xử sự chất phác, không biết biến báo như Mã Tam Bảo, không nghĩ tới lúc này đây đã thấy một mặt mà hắn không muốn mọi người biết. Chuyện trò vui vẻ thoải mái, tự nhiên, đùa bỡn tên đại yêu Hỗn Nguyên Kỳ này ở trong lòng bàn tay. Cũng khó trách có thể ngồi trên vị trí của gia chủ ở Vu Hoang thế gia lớn nhất Liễu Châu, không thể là người không có khả năng cùng thủ đoạn được. Đây mới là phủ chủ của Vu Hoang thế gia lớn nhất Liễu Châu, trong lúc nói chuyện cũng có thể diệt trừ cường địch. Diệp Tư Đạo cười nói: "Chu lão ca, không nên tức giận. Nếu không có Thế Văn tiểu ca can đảm động thân mà ra, lần này chúng ta phải trực tiếp đánh tới Ưng tiên sinh rồi. Mặc dù có thể diệt trừ được y, chỉ sợ tổn thất cũng không ít người. Hiện giờ có thể không đánh mà lại làm được cho hắn sợ quá mà chạy mất rồi, quả thật đã rất may mắn." Chu Văn Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, biết lời của hắn không sai. Ưng tiên sinh loại đại yêu đã tu luyện đến tam chân cảnh Hỗn Nguyên Kỳ này, đến như gió, đi như mây. Nếu như thật sự đồng thủ, không chết vài người cũng đừng mơ tưởng mà diệt trừ được hắn. Chẳng qua Diệp Tư Đạo lấy Chu Thế Văn làm mồi nhử, mà không phải Diệp Húc hay Phương Thần, vẫn khiến cho hắn khó chịu gấp bội. Phương Vạn Hào ho khan hai tiếng nói: "Vừa rồi vị Ưng tiên sinh kia lúc chạy đi có nói phía sau Ưng Sầu Gián có thứ gì đó có thể làm chúng ta sợ tới mức tè ra quần. Ta thật sự muốn đến mở mang kiến thức xem đến tột cùng là thứ gì đây." Chu Văn Thanh cười lạnh nói: "Lão tử cũng muốn kiến thức một chút xem." Diệp Tư Đạo chớp mắt, hiện nay hắn đột phá đến tam chân cảnh Hỗn Nguyên Kỳ, ở Liễu Châu đã không có địch thủ, lại dễ dàng đánh bại kình địch Ưng tiên sinh, trong lòng hơi có chút ngạo khí. Hắn mỉm cười nói: "Một khi đã như vậy, chúng ta liền cùng đi xem phía sau Ưng Sầu Gián đến tận cùng là có thứ của quái gì nào." Ba người Diệp Húc rơi xuống cuối cùng của đội ngũ, ba người họ đều là thiên chi kiêu tử của tam đại thế gia. Đám người Diệp Tư Đạo căn bản sẽ không để cho bọn họ gặp nguy hiểm gì. Chu Thế Văn lúc này đây có chút giống như trái cà bị phơi xương vậy, ủ rũ phờ phạc. Diệp Húc liền an ủi: "Chu huynh cũng đừng có ẻo oái, gia chủ tam đại thế gia Liễu Châu ai chẳng lòng dạ thâm trầm, Chu huynh bị bày ra cũng là bình thường thôi." Phương Thần cười nói: "Chu huynh có thiên tàm bảo y hộ thể đã là vô địch rồi, hoàn toàn có thể chà đạp Ưng tiên sinh và Diệp Tư Đạo rồi." Chu Thế Văn chừng hai tên bạn xấu kia mắng ầm ầm: "May mà là lão tử gan lớn, đổi lại là các ngươi sớm đã sợ tới mức tè ra quần rồi kìa." Ba người cười cười nói đi về phía trước. Hiện giờ tam đại thế gia lên thủ thăm dò Ưng Sầu Giản, tạm thời bỏ qua ân oán lẫn nhau, điều này cũng khiến cho Diệp Húc bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng trước đây bọn họ coi nhau làm bằng hữu, thế nhưng đồng thời cũng là kẻ thù, không có lúc nào là không nghĩ đến xử lý đối phương, mà hiện giờ có thể buông gánh nặng này, trong lúc cười đùa không động tâm tư gì. Sau khi Ưng tiên sinh rời đi, Ưng Sầu Giản liền khôi phục yên tĩnh, một đường đi cũng không gặp mấy con yêu thú cấp tinh quái, đều bị những cao thủ đời trước mở đường trực tiếp tiêu diệt. Đây là đội hình hùng mạnh nhất tam đại thế gia, chỉ cần không đụng tới đại yêu như Ưng tiên sinh, đám người Diệp Tư Đạo không cần ra tay. Khai thông Ưng Sầu Giản thuận lợi đến bất ngờ, trong vô tình mọi người đã đi được hơn 10 dặm, Sơn Hỏa Tiêu lại tìm thêm được vài mạch khoáng để lại ký hiệu. Mọi người đi càng lúc càng xa, cuối cùng đi vào tận cùng của Ưng Sầu Giản. Diệp Húc thầm nghĩ: "Phía sau Ưng Sầu Giản đến tận cùng là có cái gì đây? Ngay cả đại yêu mạnh như Ưng tiên sinh cũng sợ như vậy hay sao?" Không chỉ có hắn, những người khác cũng cực kỳ tò mò, rất muốn gặp thứ mà Ưng tiên sinh đã nói đến có thể làm cho Diệp Tư Đạo sợ tới mức tè cả ra quần. Diệp Tư Đạo, Chu Văn Thanh cùng Phương Văn Hào là ba người có tu vi cao nhất, dẫn đầu đi ra Ưng Sầu Giản. Chỉ thấy đáy Ưng Sầu Giản đã không có đường đi, nếu đi lên phía trước sẽ rơi xuống thâm cốc sâu ngàn trượng. Vị trí bọn họ đang đứng là một vách đá cực kỳ trơn, phía dưới là vực sâu nghìn trượng. Ngọn núi lớn hình thành toàn bộ Ưng Sầu Giản giống như đột nhiên bị tách ra, bị người dùng đao chém đứt cả dãy núi, sau đó lấy đi một nửa kia. Đám người Diệp Tư Đạo nhìn về phía trước, thần thái lập tức dại ra, chỉ nghe tiếng gió núi nức nở tác hưởng, ba người đều không nói gì. Đám người Diệp Đàn nghi hoặc trong lòng, vội vàng đi về phía trước, chờ đến lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả đều im lặng, không lên tiếng, ngây ra như phỗng, một bộ dạng hồn bay phách lạc. Diệp Húc tò mò vạn phần, đi đến cuối Ưng Sầu Giản, chỉ thấy phía trước rất trống trải. Thâm cốc phía dưới rộng tầm mấy trăm dặm, hình dạng lại giống như một cái hồ lô. Mà nơi bọn họ đang đứng giống hệt miệng hồ lô. Toàn bộ Ưng Sầu Giản như thể là một sợi dây thật lớn
treo quả hồ lô khổng lồ kia. Cái gọi là ưng sầu rán cùng với thung lũng hình hồ lô bên dưới kia, chẳng lẽ là do một cái vu báo hình hồ lô đập ra hay sao? Diệp Húc cũng không khỏi ngẩn ra. Nếu như hắn đoán là thật, vậy cái vu bảo này rốt cuộc lớn bao nhiêu, uy lực mạnh bao nhiêu đây? Hắn dưng mắt tiếp tục nhìn về phía trước, chỉ thấy ở một nơi càng thêm xa, một dãy núi to lớn dựng thẳng phía chân trời. Xung quanh mây mù dày đặc, tung hoành mấy trăm dặm, hắc vụ cuồn cuộn. Ngọn kỳ sơn này hình đầu trâu dựng thẳng ở giữa mây mù, trên có hai đỉnh núi trụ lùi như hai cái sừng trâu dựng đứng phía chân trời, cao mấy ngàn trượng, mây mù vần quanh, khí thế to lớn. Ngọn núi hình đầu trâu kia đó là cự sơn mà tổ tiên con cháu Cửu Lê Đầu Si Thích Đại Tôn rơi xuống thế gian hóa. Đỉnh núi giữa hai ngọn núi hình sừng trâu kia có một tòa thành cực lớn, mấy chiếc lâu thuyền rất lớn lơ lửng giữa không trung, bỏ neo xung quanh tòa thành kia. Bên cạnh mỗi một chiếc lâu thuyền đều buộc 7-8 con long mã, cả người đều long lân, lưng mọc hai cánh. Loại long mã này quanh thân hồng lân như máu, thân thể cực thon dài, cao 6 thước, dài gần 10 thước, hai cánh mở ra dài ước chừng 20 thước, là dị chủng hiếm thấy. Có một con thuyền thật lớn do 7-8 con long mã kéo đang từ xa xa chạy tới, tiếng rồng ngâm liên tiếp, thanh âm kích đáng du dương. Những chiếc lô thuyền đó thật lớn, hiển nhiên đều là vu bảo, mà những người sinh sống trong tòa thành kia hẳn là một môn phái vô cùng to lớn của Bách Man Sơn. Cảnh tượng này không chỉ tấn công thị giác của Diệp Húc mà còn khiến cho tâm hồn của hắn cực kỳ rung động. Tựa như lịch sử bắt nguồn của vu hoang thế giới này, dòng chảy truyền thuyết thần thoại từ từ bày ra một góc rộng lớn trước mặt của hắn. Thần thoại hắn nghe được từ nhỏ lập tức trở nên sống động vô cùng, không còn là truyền thuyết nữa mà là máu thịt chân thật. Qua thật lâu sau, hắn từ từ ói ra một ngụm chọc khí mà lẩm bẩm nói: ếch ngồi đáy giếng, hóa ra chúng ta đều là ếch ngồi đáy giếng cả. Đám người Diệp Tư Đạo đều yên lặng không nói gì, cũng không vì lời nói vô lễ của hắn mà quả trách. Giờ khắc này bọn họ cũng cảm giác được tam đại vua hoang thế gia hàng đầu Liễu Châu nói ra sẽ trở nên hoang đường buồn cười biết bao. Ở trước mặt nơi đây, cái gọi là vua hoang thế gia đều trở thành những con kiến mà thôi. Diệp Tư Đạo nghiêm nghị nói: chư vị, chúng ta trở về thôi. Đám người Chu Văn Thanh, Phương Vạn Hào yên lặng gật đầu, xoay người đi về Liễu Châu. Lời ưng tiên sinh quả thật đúng, thứ đằng sau ưng sầu giản quả thật đả kích bọn họ đến tè ra quần. Tất cả hùng tâm trang trí đều không cánh mà bay. Những kiêu ngạo mà bọn họ nghĩ đến từ trước, liều mạng tranh đoạt, hóa ra chỉ là một trò cười trong mắt người khác. Ở trước mặt môn phái trung tâm Bách Man Sơn kia, cái gọi là vua hoang thế gia, cái gọi là ma đạo đệ nhất nhân Liễu Châu, tất cả đều trở nên thấp kém buồn cười. Đừng kinh động tới môn phái này, nếu không Liễu Châu ta sẽ ngập đầu tai ương, bọn họ thầm nghĩ trong lòng. Diệp Húc quay đầu lướt nhìn tòa cự thành một cái, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Tầm nhìn của ta rất hẹp, quá hẹp. Dù ở Liễu Châu ta có tu luyện ra sao, thành tựu cao nhất cũng chỉ đạt tới trình độ của tổ tiên. Xem ra con ếch ngồi đánh giếng ta đây phải nhảy ra khỏi miệng giếng Liễu Châu này rồi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các tập tiếp theo.